Hello mọi người, lại mình cùng Miễn đây. Hôm nay thì mình sẽ câu cá. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình nha. Mình lên một cái sức. Người nghe cái sức mình bị lộn nha. Người ngộp xin ngâu nha. Mọi người nhớ ủng hộ mình nha. Mình có cái nước bạn. Mình thấy cái nước bạn nó đẹp luôn á mọi người. Trời ơi, mình thấy cực kỳ dễ thương luôn. Cưng lắm mọi người, nhìn nó cưng. Nếu mọi người có yêu thích những clip mà mình quay thì mọi người nhớ ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người. Còn bữa mình nhầm mọi người, tưởng còn 3 con thôi, ai ngờ tới 20 con rồi. Mình đang câu ở ráng có nè, mà câu nè. Mà mình sắp đi học rồi mọi người. Trời. Nên mình câu, có mấy câu cá à, mình chuẩn bị ghê à. Mình sắp tới trường rồi. Mình đơn ở trong xe. Đợi chị Hân đi vô hả? Đi vô với mình. Mình ở trên xe, chị mình còn học trong lớp á. Mình học lớp 1-2. Không biết mọi người có thích đi học không? Chứ mình cực kỳ thích đi học. Mình sẽ được nhiều kiến thức. Với lại mình sẽ được kết nhiều bạn bè hơn á mọi người. Không biết mọi người ở sách không? Bây giờ mình không có cá nữa, bây giờ mình sẽ coi. Bây giờ mình sẽ lấy cái kiểu tóc. À đúng kiểu tóc rồi mọi người, khỏi cần lấy. Này cũng okay, xe rồi, bây giờ mình nhuộm lại cái đầu thôi nha. Mình nhuộm lại cái đầu thôi. Đi xa. Trời ơi, không biết mọi người có đào cái hỏi chưa, cái bộ mèo nhờ. Không biết chuyện nhật tầng sau nó có cho lại không mọi người. Mình nghĩ là mọi người dám đào đi. Trời ơi, dễ thương nè. Trời ơi, mình thấy cái tấm này với cái màu này rất là đẹp luôn. Nhưng mà không được rồi. Trời ơi, nhìn cái đầu hỏi sáng hơn kìa mọi người. Nhìn cái đầu hỏi sáng hơn nha. Nhưng mà mình không thích màu nổi vậy. Mình thấy màu hồng hồng gì nè. Và màu tím. Thì chậm hồng. Bây giờ màu hồng là màu mình thích. Hoặc là màu đỏ cũng được vậy. Tại vì mọi người biết sao không? Mình ngoạn quả. Mình ngoạn quả. Mọi người biết gì mình ngoạn gì không? Gì mình ngoạn thử. Rồi. Bây giờ đòi cái đầu mèo lại. Chứ để cái tóc màu hồng vậy nó hơi điện nào. Nó không hợp lắm với cái bộ trang phục này. Trời ơi, con mèo đi lang thang. À, mình có cái kiểu mèo á mọi người. Chị mình là chim ngu nha mọi người. Còn mình thì là bạc dương. Là con cừu màu trắng không ta? Đúng rồi. Trời ơi. Em là con mèo nhưng mà không có đi bằng hai chân, không có đi bằng bốn chân mà đi bằng hai chân, lộn hơi bị lộn. Có cái kiểu mèo đây đây, mình có cái kiểu con mèo. Chị em có cái kiểu con mèo này nhưng mà vẽ ra cỡ ra bóp cá cái. Cực kỳ thích kiểu nha. Trời. Trời ơi, hay gì có dừng rồi qua dự án sô cô la. Bạch Dương là con cừu. Đúng rồi.
tượng trưng là kim cương, hành ngọc, ruby. Nó có ruby kìa. Ủa anh ta ruby á người. Nguyên tố là lửa nè. Nguyên tố là lửa hả? Ở đây em làm quả. Ừ. Màu sắc là màu đỏ, thắm, cam. Sao chiếu lại là sao hỏa, biểu tượng cho quyền lực. Người là đỏ đó. Con số may mắn là 1 và 9. 1 và 9. Dạ hả? Ê, mới vừa nói đỏ xong thấy nguyên cửa hàng đỏ luôn. Nè. Trời ơi, siêu thị trống người như vậy? Không có ai đi mua hết vậy? Không có ai có mình em hả? Chị ơi, không có ai hết nè, có mình em luôn nè. Mua đồ chị đỡ kem. Đúng rồi, tới chị nha. Nhưng có kem đâu mà kem. Không kem ngu nè. Đáng may mắn nè. Là ngọc lục. Ngọc lục bảo. Ngọc bích. Ngọc lam. Sao chiếu lại là kim. Sao kim đặc trưng cho sử rũ. Mà sắc là hồng xanh lục. Ý, hồng nè. Hồng xanh lục hả? Ừ. Nhưng mà hồng màu hồng cũng hợp với em luôn á. Tại em là quả mà. Như là bạn với sư tử và bảo bình nè. Con số may mắn là 2 là 8. Ngoài nhìn mà tự nhiên gẳng ra đứng trên cục thịt người ta muốn múa điều điệu. Trời ơi, nhìn mình đứng gẳng ra luôn, tự nhiên múa trên cục thịt người ta đi đi điều điệu. Bây giờ mình sẽ mua thêm một ít phô mai coi có mua được không. Ý mua được nè. À, phô mai xong mấy cái 11 cái. Mình sẽ mua một cái mà giá tiền nó nhiều hơn. Bây giờ thì mình sẽ mua trái lập cái xong cái gì là mình đi tắm. Tại mình biết sao không? Mình có đi học rồi. Đi học đâu mọi người biết không? Đố mọi người. Mọi người nghĩ sao? Mọi người đã đoán được chưa? Là mình đi học hát á. Mình đi học hát. Bây giờ mình đi tính tiền. Ý mua vài trái dưa hấu coi. Bơ hả? Có bơ hả? Có bơ hả? Mua được không? Mua bơ được không? Ý có bơ nè. Mua 11 cái luôn. Mình thích ăn bơ. Mình thích ăn bơ với ăn chuối. Tại mình là chỉ. Yeah. Ủa có chăng không? Ý có chăng mà. Mua 11 cái luôn. Về nhà ăn thịt. Cho chua chua chơi luôn. Ý có quả đào kìa. Có quả đào kìa. Mình mua 2 cái thôi. Còn cái này mình sẽ mua 11 cái. Trời ơi, chơi tiền hơi nhiều quá nha. Rồi xong luôn. Hồi nay là mấy, bây giờ còn mấy nó mấy rồi. Mình sẽ mua ra về nhà ăn. Mua 11 luôn. Mình thích ăn rau mà mình mua người ngoài đời á, mình thích lắm. Ở trong nguyên set đồ vàng. Nhưng có giày là màu xanh. Tính tiền. Từ diễn từ giải kìa. Ừ, từ diễn từ giải. Rồi, ở trong đây thì có bán cái này mọi người, bán kem này. Và mua cái gì nhà nấu. Còn này. À, mua gì nhà nấu luôn. Cái này thì chắc không phải mua gì nhà nấu đâu. Rồi xong luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi ra rồi mình bye bye nha. Tại vì bây giờ mình đi tắm rồi. Chuẩn bị học nhạc. Tí mình về mình quay cái video nữa cho mọi người. Thôi như đàn buồn. Ok mọi người. Bye bye mọi người nha. Ở subscribe của miễn phí cho mọi người. Và nhớ ủng hộ cho mình nha ba mọi người. Mọi người đã xem hết video nha. Mọi người nhớ ủng hộ mình nha. Để mọi người có bạn mình thích cái nó bao vui. Trời ơi vui thiệt á. Ở trong game nó cũng có nó bạc đúng không mọi người. Ừ. Mình nói tiếng là mình thấy được hết luôn rồi á. Mình thấy được quá trời luôn. Nhưng mà mình chưa được nha. Cảm ơn mọi người đã
Nhỏ hấp dẫn ba người nhé, ủng hộ mình nha ba.